đâu mọi người. Mọi người nhìn thấy con gái mình từ xa không? Bé Thư nè. Bé Thư nè. À, mình đưa bé Thư đi bơi. À, hôm nay là buổi chiều thứ ba. Mình đưa con trai mình đi học bơi ở ngoài biển. À, sẵn đưa bé Thư là bơi ké luôn. Thư chào mọi người đi. Cô bé 14 tháng rồi đó mọi người. Bây giờ thì mình nghĩ là khoảng chừng độ 7 giờ sáng thứ tư ở về Việt Nam ha. Còn mấy cái bạn nào mà ở bên Nhật thì giờ giấc bên Nhật đi trước Việt Nam mình 2 tiếng. Giờ bên Đài Loan cũng vậy, Hàn Quốc cũng đi trước Việt Nam mình 2 tiếng. Còn ở bên Việt Nam thì đi trước Mỹ 24 tiếng luôn. Cách nhau ngày và đêm. Mình review đường phố xa lộ ở Mỹ cho các bạn xem nha. Trên đồi đó là những căn nhà biệt thự đó các bạn. Đó, ở bên đồi đó thì chạy xuống đây là xa lộ nha. Mình thích nhìn phong cảnh bên ngoài lắm các bạn. Có ngồi trong xe chứ cũng lúc mà có ngủ thì không nói gì chứ tỉnh ngủ là mê lắm. Đi xe từ lúc mẹ mang bầu cho nên cũng đi xe hơi cũng khoái lắm. Phong cảnh ngoài biển là các bạn ơi, nhìn ở ngoài cửa sổ ha. Đó, thành phố San Diego biển này. Bữa trước tin bơi Thư nữa, tin chơi Thư chút nên cũng học bơi. Rồi quẹo phải. Đi kiếm Bắc Kinh các bạn, đã tới nơi rồi. Thấy mẹ lucky không Tấn? Trong cái thấy. I'm so lucky. Đây là nơi vừa chơi game, vừa ăn uống giải trí. Rồi ra ngoài biển khoảng chừng khoảng độ 50 mét đó các bạn. Bơi lội. Nhưng mà mình có đăng ký cho con mình hội viên học bơi ở tại nhà lồng kiến bơi bên trong đó các bạn.
trò chơi mạo hiểm các bạn ơi. Đó các bạn, câu lạc bộ bơi lội ở bên trong nhé bạn. Mình đang bên ngoài. Hôm nay trời nắng quá, gần 5 giờ chiều mà trời nắng chang rồi các bạn. Con gái của mình đây các bạn, cô bé 14 tháng của mình đi đây. Hôm nay trung tâm bơi lội đông người quá các bạn, cũng khí hậu mà trời nóng quá. Mẹ nó xịt kem chống nắng cho nó nè. Chăm sóc cô công chúa này dữ quá. Hai con mình nè bạn, các bạn ơi, trai cưng của mình nữa, cô công chúa của mình nè, giờ chuẩn bị đi bơi đây. Mọi người có thấy cái nhà lồng bên ngoài chưa? Ở đây bên trong thì ở ngoài mặt trời nắng chang chang, nhưng mà bên trong này thì mát lắm các bạn. Mùa hè thì rất là mát, và mùa đông thì cái nước ở đây thì nó sẽ làm cho nó ấm lên, cho nên nó cách ly cái biển bên ngoài phía xa đó, phía đó ở ngoài cái cửa sổ ngoài đó là biển đó các bạn. Hôm nay mình đi làm về, chạy lo chút xíu công việc xong rồi chạy về nhà, hẹn với bà xã. Bà xã mình hôm nay cũng được nghỉ làm một ngày thứ ba, cho nên con trai cũng ở nhà, con gái cũng ở nhà bà xã lo chăm sóc. Thì mình về tới nhà rồi mình cũng sắp xếp đồ đạc đâu đâu đó, rồi vợ chồng cùng nhau dẫn con đi học bơi, sau đó bé Thư đi ké, bé Thư bơi luôn. Chiều nay mình sau khi bơi xong thì gia đình mình sẽ ra nhà hàng ăn, sau đó về nhà nghỉ ngơi, bà ngoại với ông ngoại thì ra coi tiệm giùm. Hôm nay vợ chồng mình thì bà xã mình không đi làm ngoài tiệm, tối nay thì cả nhà ăn ở ngoài, ông bà ngoại thì đi làm ngoài tiệm thì ăn tự túc. Thì cuộc sống ở bên này nó như vậy, thì mình chia sẻ cho các bạn biết về cuộc sống sinh hoạt của mình ở Mỹ thế nào. Các bạn nhấn nút like, xem kênh của mình, ủng hộ cho mình một sách nha. Chúc các bạn cuộc sống lúc nào cũng tươi vui, một ngày mới thật an lành, đi đến nơi về đến chốn. Mọi người cùng nhau xem kênh, chia sẻ, đồng hành cùng với nhau nha các bạn nhé. Chào tạm biệt, hẹn lại video clip sau mình sẽ chia sẻ với các bạn. Hẹn gặp lại, bye bye nha.